Để ok, vô. Thảm họa tuổi 34, sản phẩm của truyền thông. Đầu tiên là tôi nghĩ là đây anh này là hợp lý. Nó là đáy của đáy đi. Thảm sản phẩm của truyền thông, sự thổi phồng của truyền thông. Thảm họa tuổi 34. Tai gì gì. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua vipcac24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại vipcac24h.com. Hello 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 tất cả anh em nhá. Tôi về với anh em rồi đây. Hi. Ui nhớ anh em quá anh em ơi. Ui xa anh em gần tuần rồi nhá. Đi hôm thứ mấy ta? Tôi đi từ hôm thứ 5, thứ 6, thứ 6 hay thứ 5, thứ 5. Hôm nay là thứ 4 rồi. Ui, 6 ngày rồi anh em ạ. Ui, nhớ anh em quá. Cứu anh Nam đi kìa thầy ạ. Ờ, được. Nếu anh Nam cần cứu thì tôi sẽ cứu thôi. Nhà giàu ác bay ra bay vào. Ờ, đâu? Cái vé máy bay này là được bên nhà phát hành FC Online tài trợ hết mà. Có mất đồng nào đâu. Nhà giàu vãi chừng. Chứ làm sao mà ở trong đấy 2 tuần được. Có mình ấy với Sang, sáng nay cũng về cùng tôi. Có mỗi thầy Tân không về thôi. Thầy Tân thì đưa vợ con vào đấy ở lại đến ngày thi đấu vòng chung kết luôn. Anh em nào ở trong Sài Gòn thì nhớ là 31 tháng 3 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương nha. Sẽ diễn ra vòng chung kết. Ê, đang định làm cái tire này, cái tire maker ấy. Đợt này hôm qua thấy có cái bài đăng, có bạn nào đang ở trong cái group bên anh Joy đó nhở. Làm về xếp hạng các tuyển thủ ở giải lần này ấy. Tôi là góc nhìn của một tuyển thủ, tôi nghĩ sẽ làm chính xác hơn ấy. Ngồi làm cái đấy vui vui tí à. Cẩn thận, không lộ ảnh nhạy cảm á. Tôi làm gì có ảnh nhạy cảm, anh em tôi phải Hoàng Hiệp luôn mà. Lộ ảnh nhạy cảm, trước sang máy cho Hoàng Hiệp like nhờ. Ấn YouTube ấy, ấn nhầm, ừ. Ấn nhầm, thế nào, ấn nhầm chữ V đầu tiên ở trên thanh tìm kiếm. Con mạng ra cái gì chấm ngoe, sợ thế, đùa. Hùng Anh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hùng Anh nha. Em muốn vào ông Hiệp mặt cười. Vào ông Hiệp á? Được rồi, để quên, tôi làm cái này vào với nhiều người luôn nha. Tôi xếp hạng cái này là va với nhiều người luôn á. Nhưng mà không ngại va chạm anh ơi, mình làm lịch sự luôn, mình làm góc nhìn của tất cả chúng ta nha. Với 10.000 đồng, phải vật liệu xúc xích chấm mô ê không thầy. không biết nữa. Đó, xếp hạng tuyển thủ. Đó, tất cả các tuyển thủ ở vòng chung kết này. Và ngoài ra còn thêm một vài tuyển thủ, những tuyển thủ nổi bật nữa, ngoài ra cả streamer nữa. Xếp hạng tuyển thủ. Rồi, đầu tiên ở cột này đi. Chúng ta sẽ để tên là gì ta? Cảm ơn Thu Hằng. Phải là một tia riêng 04 đấy nhé. Được. Từ từ, đây là đánh giá trình độ mà. Yên tâm, tôi làm văn minh lịch sự mà. Không, tôi nghĩ là đầu tiên phải xếp từ đỉnh xuống. Từ đỉnh xuống. Đúng không? Hay là... Thôi, cái này, làm phát cái này đã nhở. Làm phát cái này đã. Để này lặng lề không ta? Từ dưới lên à? Ừ, từ dưới lên đi. Để này, đổi. Này là sợ ai biết người ta buồn á. Không, để này nghe hơi sợ thật. Tuấn Trường đúng mẹ rồi còn gì. Hùng Anh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Không hợp đấy thầy. Ok, vô. Thảm họa tuổi 34, sản phẩm của truyền thông. Đầu tiên là tôi nghĩ là đây anh này là hợp lý. Nó là đáy của đáy đi. Đấy, tôi có Tuấn Trường bảo kê rồi. Tuấn Trường bảo kê cho tôi thì tôi xin phép nhận định là đây là thảm sản phẩm của truyền thông, sự thổi phồng của truyền thông. Thảm họa tuổi 34. Tai gì gì. Thấy với Thanh Hoa một tai rồi. Không khác nhau nha. Ê, tôi với Thanh Hoa khác nhau nha. Thanh Hòa ngồi sau tôi thấy là nhiều anh em nhìn thấy luôn. Là Thanh Hòa chỉ im lặng và xem thôi. Còn tôi phải khác Thanh Hòa một chút. Tôi liếm tai. Tôi khác Thanh Hòa ở cái đoạn là tôi liếm tai. Thanh Hòa không có liếm. Thảm họa thì phải thêm bạn của em vào đấy á. Bạn của em là ai nhở? Bạn Bảo đi nốt. Bảo đi nốt làm gì mà thảm họa lắm. Bảo đi nốt làm gì mà thảm họa lắm anh em. Toàn thua chả thảm họa. Ờ nhở, full thua. Không, thảm họa nếu mà dùng từ này cho em Bảo tôi nghĩ không đúng lắm. Sa sút phong độ. Mùa trước cũng vậy á. À, duy trì phong độ à? À thế ok. Bảo là giữ vững phong độ.
Đây đây, hình như sắp đến tôi rồi đấy. Hình như tôi cũng ở đoạn gần gần đây đấy. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Sao ca để Binos là TG tuổi 22 mặt cười. Ok ok. TG tuổi 22. Để hết thời đi. Hết thời. Trong vùng này sẽ có khá nhiều người đấy. Tôi xếp nha, tôi xếp theo những nhận định của tôi nhé. Tôi xếp theo nhận định của tôi nha. À đâu không phải, cậu này, cậu này. Cậu này đi. Cậu này đi. Cậu này nữa. Goto Higuri đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hợp lý không anh em? Thầy ơi em thấy thiếu thiếu tia cho thầy. Mình đặt là ăn mày quá khứ. Bại kiện tướng hay là hết thời hả thầy? Đúng ý thầy luôn, ung ý thầy luôn. Cái này chắc đúng rồi nhở? Cái này chắc đúng rồi nhở? Ăn mày quá khứ á? Không, nếu mà ăn mày quá khứ thì thành hoa làm gì quá khứ thì bán mày. Làm thêm một ô, chim ít thôi, để thầy, về. Sợ chim ít thôi. Sợ chim ít thôi. Những kẻ hết thời. Về sợ chim thôi. Chứ không phải sợ. Ơ, nhưng mà nếu mà ô này tôi chưa ở đấy được. Tôi chưa phải về. Tôi còn vòng chung kết mà. Ô này à, ô này à. Hợp lý chưa, hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Cái này là hợp lý chưa anh em? Còn ai nữa không nhỉ? À ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ được, được, ô này hợp lý. Không, không, nhưng mà tôi không, tôi nghĩ Subin phải xếp vào tier khác. Subin tôi nghĩ tôi sẽ lựa chọn một cái tier đẳng cấp hơn. Chứ Subin không ở đây được. Không, không, Subin không hợp ở đây. Thật. Subin không hợp ở đây, tôi nghĩ là tôi sẽ xếp Subin ở một cái trong những cái kiểu con hàng tay to. Tay to luôn. Lê Anh Tuấn à? Ơ nhưng mà Lê Anh Tuấn giải này cũng có. Nếu mà xếp Lê Anh Tuấn đấy không hợp lý lắm nhỉ? Tuấn giải này tôi thấy hơi xuống phong độ so với giải trước. Goto Higuri đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Goto Higuri nha. Phú Thành tia lực sĩ hoặc cuộc sống vàng thầy ơi. Phú Thành làm gì mà lực sĩ lắm. Quý Duy cũng là Quý Duy mới là lấy mà ấy. Lê Anh Tuấn overrated à? Lê Anh Tuấn phải bỏ xuống đúng không? Không, không phải Lê Anh Tuấn bảo overrated cũng phải. Tài năng của Tuấn là đã được cũng thể hiện rồi mà. Lê Anh Tuấn là sa sút phong độ tôi nghĩ hợp lý rồi đấy. Phong độ hơi xuống. Nếu mà xếp nhá, ở dưới này nhá. Còn rất nhiều cái tên luôn á. Uầy, dưới này còn những cái tên cũng kinh như toàn những cái tên này. Ở vòng chung kết đấy chứ. Để xem nào. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn giao đổi tôi anh nhá. Thầy cố nhịn mình ấy nhé. Con vợ đó đang củng cố củng nốt mấy trận cuối. Rồi ừ. Mùa sau bán cho TDC là kiếm được một món hời rồi dùng tiền đó mua cậu búi là đẹp. Hay quá nhờ, hay quá nhờ. Ừ, được đấy. Được đấy, được đấy. Minh Ngây nhá, Minh Ngây nếu mà chuẩn như Minh Ngây phải để quả tết là chấp thời cơ. Thanh Trần đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Chấp thời thầy cơ. Thầy cho em một ô táo thành tích đờ si ca. Ok, Thanh Trần. Chấp thời cơ đúng không? Minh Ngây phù thủy âm nhạc à? Ở mạng Minh Ngây để thề luôn. Thằng Minh Ngây đang xem nhé. Thằng Minh Ngây lần sau vào đến vòng chung kết đừng có hát mà nghe nhạc thì được nhưng đừng hát nữa. Ủa thằng Minh Ngây hát đau ấy chứ. 16 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Có tier cho ông Hoàng Bong Cuối không thầy? Ông Hoàng Bong Cuối à? Có đây đang xếp. Đây cậu ấy đây. Ngại xa nhà, sợ bóng cuối. Giáo viên tiếng Anh Việt Hoàng Anti Fan Anh buổi đầu tuần đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hợp lý không? Good afternoon, me be luck teacher. Mình nghe phải thảm họa âm nhạc. Ờ, em không. Chiến ngồi bục giảng của trường Lòn À Nhầm trường làng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cho cháu thành đạt một cột là được unlock bởi thảm họa tuổi 34. Ok, ok, ok luôn, ok luôn. Thắng người ngay. Mình nghe sao thảm họa âm nhạc. Bộ xương biết hát. Thằng Sang nhá. Thằng Sang nhá. Mày nhỏ mày láo. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bất ngờ được ăn lóc đi. Bất ngờ được ăn lóc. Ở vị trí này thì tôi sẽ xếp hai cái tên. Lê Đức đã chi phối thầy Lân. Đúng chưa? 10.000 đồng. Đúng chưa? Đúng chưa? Thầy sao hết thời được ạ? À? Vô top 3. Thầy vẫn còn thời, thời thầy giờ mới đến. Thời xách nước bổ cam. Ê. Liếm tay đồng đội bắp sức mạnh. Tôi liếm tay hơi bị ghê đấy. Thằng Sang với thằng Minh thích lắm. Để này hợp lý nhở. Bất ngờ được ăn lóc mà đẹp đúng không? Cả Thành Đạt và Minh tôi nghĩ là đều được ăn lóc ấy. Minh ngay thì với Minh ngay thì được ăn lóc bởi ma chó.
Còn thành ra thì bị được ăn lóc bởi thảm họa tuổi 34. Định để như này nhưng mà nhìn nghe hơi mất vệ sinh nhở. Để quả tai ở lại nghe hơi mất vệ sinh đúng không ta? Cậu ấy về trên cùng chưa tài đâu. Tôi đánh giá sang chỉ tầm này thôi. Chưa tài. Chưa tài. Thế thì đây, Subin đây đi. Nhưng Subin đây thì hơi thấp. Thật. Nếu mà để đánh giá tay ở mà Subin ở đây dưới Minh A với dưới Tabi, dưới Thành Đạt với dưới Quang thì hơi thấp. Tôi nghĩ là quá thấp luôn đấy. Sếp phải dựa theo thành tích của đội nữa thầy á. Ở đây hả? Thế để đây, đây cái câu này là đúng này. Đúng chưa? Như này chắc đúng nhất này. Không, thế thì phải đổi hai cột đấy cho nhau. Đúng chưa? Tôi nghĩ là như này là đúng, là hợp lý. Nên thế phải đổi. Đấy. Phải được lên đến đây. Như này là hợp lý. Đúng không? Không, nhưng mà nếu cái quan trọng là thành tích của team là có một phần thôi, nhưng mà cũng phải thành tích cá nhân nữa. Tôi nghĩ như này là hợp lý nhất đấy. Táo thấp hơn Tabi á, táo ăn Tabi mà. Táo ăn Tabi mà. Cho Minh A lên á, Minh A lên đâu? Minh A vào vòng trong này mới ấy mà. Nhưng cũng may, thật sự xem TV may mắn luôn ấy. Khi mà tôi và Tabi đều đang ấy, nó vòng vào trong này đều đang xa, tôi thì không làm gì nhưng Tabi thì đang bị sa sút phong độ. Thì Minh A bất ngờ xuất hiện. Ờ không, nhưng mà chính ra nhá. Ê bạn này, tôi nghĩ là cái này. Cái bỏ cái cột định cũng được này. Nếu mà nhá, nếu thế thì quang crit vào đây cũng được, đánh mất chính mình. Nam 16 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Mấy anh pro G xếp khó thầy nhỉ, chả có cái vẹo gì ngoài việc toàn thắng. Ờ, mấy quả pro G này khó thật. Mấy quả pro G này chưa biết xếp đi đâu, đánh mất chính mình luôn. Quang crit là đúng rồi, đánh mất chính mình đấy. Tại vì mùa trước là full thua mà. Hợp lý không? Cái hai người này là đánh mất chính mình là theo hai cách khác nhau nha. Hai người này là đánh mất chính mình theo hai cách khác nhau nha. Tôi nghĩ xếp ở đây là hợp lý. Không, cậu búi là tôi có chỗ xếp với cậu búi rồi. Cậu búi tôi nghĩ ở đây hợp lý. Hợp lý không? Hết xếp đây hợp lý làm gì? Chứ của cậu búi này khó xếp quá. Bây giờ đang khó cái quả đi xa tờ Jugen này đang hơi khó xếp này. Tôi sẽ xếp ở tầm này thôi. Đây, thằng trẻ con này cho lên đây, hợp lý chưa? Việt An thua rồi. Việt An thua rồi. Ừ, Việt An thua một trận rồi. Thế thì tôi nghĩ là ba cái tên này sẽ xếp ở đây đi. Không, nếu mà để mà nói về anh quay Việt An này thì dùng từ gì ta? Tại vì lần đầu đá giải ấy, không phải đá thi đấu thế. Bất ngờ lớn nhất của giải. Mạnh Hùng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hello thầy nhớ em không? Em và thầy đều mang quốc tịch Hàn Quốc đây. Hello Mạnh Hùng nha, thầy nhớ mà Mạnh Hùng ơi. Cảm ơn giáo viên thầy Mạnh Hùng nha. Azergen, kẻ trinh phạt. Còn anh Việt An thì 91 lớn hơn 90. 91 lớn hơn 90. 91 lớn hơn 90. Để như này nhá. Cày vậy chứ, va căng vậy chứ. Thôi để 91 lớn hơn 90 này anh em hiểu nhá. Câu hỏi thâm, câu hỏi hay ấy. Anh Việt An này là siêu 91 đúng không? Ờ ok. 91 lớn hơn 90. Tôi nghĩ là như này là đẹp đấy nhở. Anh em thấy còn phải điều chỉnh chỗ nào không? Xuất bản chưa? Xuất bản quả này ra chưa? Sang với Jugen bằng tôi thấy. Sao lại Sang sẽ bằng Jugen được? Jugen giải này đám sao nhiều trận thắng bằng Sang được. Thằng Sang gánh vãi bìu quá. Thằng Sang là đúng kiểu vào cặp BO5 vẫn là phải ít auto 2 win luôn đấy. Auto 2 win luôn. Có đúng một lần là Sang một win là hôm gặp Forever thôi. Sang nó gánh hơn, gánh lực hơn. Sang này đá giải xong già đi chục tuổi mà. Sang thua 2 trận ban thôi. Chưa có một ai ở giải này ăn được Sang trong 120 phút cả. Thực ra là trong cái những ảnh này cũng thiếu rất nhiều tuyển thủ. Đấy, nên là sẽ bổ sung sau. Tạm thời hôm nay là xếp như này đi đã. Không, cho anh búi lên trên đi. Nhưng mà để tên Brozy, tôi tính nghĩ là cho anh búi lên trên cũng được. Xóa cô này đi. Nhưng mà tôi nghĩ không nên đổi tên để tên Brozy. Brozy nghe hơi chán. Để như này nhá. Hay được không? Như này đủ chưa nhở? Anh em. Mà thôi, để này tự nhiên để. Tôi nghĩ đây là để Việt An này là một khác đi.
Anh em ơi, hôm qua đi quay cùng với cả T4M với cả Broji, tôi biết một điều là ông Việt A này là tiến sĩ ạ. Không biết tin chuẩn chưa nhưng mà ghê thật. Hay là để là bác học chơi game đi. Bác học chơi game. Chế tài về đi ạ. Hợp lý nhỉ? Thôi coi để lên nhá. Xong rồi có gì anh em nhận định gì va thích va vùng gì thì tí nữa tôi đăng một group nhá. Hơi thiếu, thực ra là sẽ có thêm, sẽ thêm bổ sung thêm. Tại vì sẽ còn rất nhiều tuyển thủ nữa đúng không? Còn rất nhiều tuyển thủ nữa. Không, tôi nghĩ là đây đi, như này là hợp lý hơn đấy. Như này hợp lý hơn đấy. Ai cũng ảnh tuyển thủ sao ảnh cậu chắc teo vậy á? Cậu chắc giống ảnh tuyển thủ. Chắc đá đúng game thua. Không bốn thì sao có ảnh tuyển thủ được. Như này chốt nhá. Server có download nha. Những người những cái tuyển thủ còn thiếu ở trong cái list này thì sẽ bổ sung sau. Hợp lý rồi, tôi nghĩ như này đẹp rồi.